Thời tiết mưa rét khiến cho các tuyến đường đèo dốc có nhiều sương mù và ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Mới đây, trên mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh tình huống giao thông trên tuyến quốc lộ 6, đường hẹp và cộng với sương mù dày đặc. Thế nhưng nhiều tài xế điều khiển xe tải lại bất chấp sương mù nguy hiểm và lái xe vượt ẩu. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên. Đây là đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ việc được xác định xảy ra trên quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La. Tài xế có camera hành trình đã giật mình khi bất ngờ phát hiện phía trước xuất hiện một xe tải đang lấn gần hết làn ngược chiều để vượt lên. Điều đáng nói là thời điểm xảy ra vụ việc, tại khu vực này trời mưa nhỏ nên đường trơn trượt và xuất hiện sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn của các tài xế chỉ còn vài chục mét. Tình huống lấn làn bất chấp của xe tải khiến tài xế đi chiều ngược lại đã cố đạp phanh nhưng xảy ra va chạm nhẹ. Rất may, không ai bị thương sau sự cố này. Những tình huống tương tự như trên không hiếm gặp trên các cung đường Tây Bắc. Thời gian vừa qua thì qua công tác tuần tra thì lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện các cái lỗi thường xuyên thấy xuất hiện ở trong cái thời gian vừa qua, đó là lỗi thứ nhất là chạy quá tốc độ quy định, lỗi thứ hai là vượt xe không quan sát, đặc biệt là các cái lỗi về không sử dụng đèn chiếu sáng khi thời tiết không đảm bảo, thời tiết bị tầm nhìn bị hạn chế là những cái lỗi mà lực lượng cảnh sát giao thông qua công tác tuần tra thì thấy các cái người điều khiển phương tiện thường xuyên vi phạm. Vào mùa đông và những ngày mưa rét, khu vực các tỉnh Tây Bắc liên tiếp có các đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt độ giảm sâu, mưa phùn và sương mù dày đặc. Trong khi đó, những cung đường tại các địa bàn này vốn đã nhỏ hẹp, đèo dốc nguy hiểm, nay lại có thêm sương mù gây khuất tầm nhìn, đường trơn trượt khiến cho việc lưu thông luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, hàng năm tại địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, những vụ tai nạn giao thông vẫn xảy ra với những tài xế mới hay những người đã có kinh nghiệm lưu thông trên tuyến đường này. Mà sương mù thì quá nguy hiểm rồi, sương mù thường là cái đường nó sẽ có ướt mặt đường và trơn trượt nhiều. Nói chung tuyến Tây Bắc thì nếu bình thường trời nắng thì rất ít xảy ra tai nạn, nhưng mà dày mưa, động đến dày mưa cái là hầu như là đều là hay bị. Được phân công phụ trách tuyến địa bàn trên tuyến quốc lộ 6 thì phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La thông qua các cơ quan thông tin truyền thông đại chúng thì muốn cảnh báo đối với các người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông lên các cái tỉnh Tây Bắc, đặc biệt trong cái lễ hội đầu xuân năm 2022, cái với đặc thù là thời tiết sương mù thì mong người điều khiển phương tiện là chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt là về tốc độ, về phần đường, các quy định về tránh vượt khi tham gia giao thông, và chấp hành nghiêm các quy định về biển báo khi đi lên trên tuyến quốc lộ 6 từ trong cái dịp đầu xuân năm 2022. Trong dịp cuối năm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao. Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều người có tâm lý bỏ qua những khuyến cáo của lực lượng chức năng hay chủ quan khi cho rằng mình đã có kinh nghiệm lái xe trên những tuyến đường đèo dốc sương mù. Tất cả những yếu tố này chính là nguyên nhân khiến tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.